u ám chỉ thấy sợ hãi. Còn ngược lại, mặt trời mọc lên thì ta lại thấy ngay là những bông hoa tươi đẹp, tiếng chim hót, rồi vạn vật tươi sinh. Cũng như thế, khi chúng ta để cho tình yêu chiếm đoạt lòng của mình, thì chúng ta bước từ bóng tối qua ánh sáng. Và có chỗ khác trong thư thứ nhất Gioan, Ngài viết: ai nói mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ bất phàm. Ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Và quả thực chúng ta sống là tròn nửa, sáng và tối, yêu và ghét. Đây là một cuộc chiến, một cuộc tròn nửa, không phải chỉ một lần là xong, mà có thể nói được là trong suốt đời. Và cái câu trả lời cuối cùng của chúng ta sẽ là cái định mệnh, là cái hạnh phúc hay là cái án phạt đời đời cho chúng ta. Có một anh trộm, người ta kể chuyện ở bên Âu Tây, anh ta đi ăn trộm, rồi sau đó thì để cho anh ta còn trẻ nhớ mình là một tên trộm, để mà cứu mà sửa trộm người đáng ghét, người ta mới xăm trên trán anh ta cái chữ T, để anh ta đi đâu soi vào gương một cái nhớ mình là trộm để mà sửa. Thế rồi sau đó làm sao? Anh ta thay đổi tâm tính và sống một đời yêu thương, phục vụ, quan tâm, chăm sóc đến mọi người. Gặp ai cũng nở một nụ cười, gặp ai cũng xem coi mình giúp được việc chi. Và đến chừng khi anh về nhà thì những người hàng xóm ai cũng kính trọng, quý mến, đi đến đâu cũng được người ta niềm nở đón tiếp. Lúc đó thì đám trẻ nó mới hỏi những người lớn tuổi: ông cụ đó có cái chữ T trên trán là làm sao vậy? Thì người ông của đứa trẻ đó mới nói cho đứa cháu của mình: T là sao? T đó là thánh, ông ta có một đời sống thánh thiện, cho nên chữ T xăm trên trán ông ta đó là thánh đấy, cũng là một chữ T. Mà trước là trộm, sau là thánh. Chúng ta ai cũng có những tròn lửa để mà hoặc là tê này hoặc là tê kia. Chúng ta dừng để tạ ơn Chúa. Chúa đã đến với chúng ta với chữ T là thương, là yêu. Và chỉ tình yêu đã đổi mới tất cả mọi sự. Xin cho chúng ta đổi mới cuộc sống của mình, để rồi cuối cùng trong ngày phán xét thì Chúa sẽ không nhìn vào cái công trạng, không nhìn vào cái khả năng, không nhìn vào những việc chúng ta đã làm lớn hay nhỏ, nhưng mà Chúa chỉ nói một cái câu đáng cho chúng ta ghi nhớ: hãy vào hưởng phúc đời đời với Cha ta, vì những gì con làm cho anh em và con làm cho chính ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa thật gần gũi, đến nỗi Chúa đã trở nên như mỗi một người chúng con trong cuộc sống bình thường. Xin cho chúng con trong mọi việc chọn Chúa là chọn sống tốt với tha nhân. Và khi đó không phải là chúng con một việc bình thường làm cho một người nào đó, nhưng là một việc tràn đầy tình yêu thương làm cho chính Chúa. Và lúc đó mọi việc chúng con làm, từng giây phút sống trong cuộc đời chúng con là một chọn lựa của tình yêu thương, chọn lựa như Chúa đã dặn. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Amen.